Sau khi may mắn trốn thoát được khỏi tên sát nhân đột nhập vào nhà của mình, thì ngay bây giờ mình đã trốn được tới bệnh viện. Nhưng mà mình có cảm giác là tên sát nhân đang xuất hiện đâu đó quanh đây các bạn ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha các bạn. Mọi người đã đi đâu? Hình như đó có ai đang hỏi tụi mình thì phải. Để mình đeo tai nghe với các bạn ơi. Đột nhiên mọi người biến mất. Những người trong bệnh viện đã biến mất rồi. Có lẽ tất cả bọn họ đã bỏ đi mà không có tôi. Giờ làm sao đây? Tôi phải đi tìm họ. Được thôi, mình sẽ đi tìm mọi người, cùng với đó là nhớ trốn gọi là khỏi tên sát nhân nha các bạn. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Vào thang máy đi. Thang máy đâu rồi? Không phải chỗ này. Đi thôi mấy đứa, đi tìm thang máy với anh. Đi nào, để xem coi mình đi tìm cái thang máy trước cái đã rồi tính. Thang máy đây rồi các bạn ơi. Thang máy không hoạt động, có lẽ một cái gì đó đã gọi là làm hư cái thang máy. Truy cập vào phòng chỉ dành cho nhân viên. Phòng nhân viên ở đâu? Để mình đi tìm coi. À, thanh niên này tìm được một cái chìa khóa. À, đây vậy chắc là phòng nhân viên ở đây này các bạn ơi. Chỉ công nhân cơ sở. Hay quá. Cần có chìa khóa để vào phòng. Tôi có thể tìm nó ở đâu? Tìm chìa khóa bạc để mở cổng. Vậy là tiếp tục tìm chìa khóa ở trong những cái căn phòng các bạn ơi. Phòng này mở ra hết rồi, chắc chắn là tụi nó đã tìm được rồi. Bây giờ mình xem coi cái cửa phòng này sao đây. Chúng ta đang đi vào trong đây. À, quên nói với các bạn, đây không phải là bệnh viện bình thường mà đây là bệnh viện tâm thần nha các bạn. Bệnh viện dành cho những người gọi là hạ tâm trí không được ổn định á. Đó, nên là chúng ta phải gọi là hết sức cẩn thận. Thang máy này thiếu một cái nút. Bây giờ chúng ta đi tìm thôi. Trời ơi, rất là dài luôn các bạn ơi. Và đây là hình vẽ của tên sát nhân Family Gone. Hiểu rồi đó các bạn. Mình thấy chớp đèn rồi kìa. Không biết là mình sẽ trốn ở đâu đây. Trời ơi, trong căn phòng này ghi vậy. Don't go, I'm the cave. À, nó ghi là nó đang trốn ở trong hang. Và đây là gương mặt của tên sát nhân. Mày quá. Tìm kỹ lại tất cả các phòng đi các em. Có thể là chúng ta đã bỏ lỡ qua cái gì đó. Thiếu một cái nút nè. Ở đây là có cái thang. Một cái gì đó đang chặn phía bên kia. Đây là đường lên cầu thang nè các bạn, nhưng mà bị chặn rồi. Đi tìm cho kỹ kỹ vô một cái. Ở đây nè. Quyển sách gì nè? Ồ không phải, đây là. Đây, chìa khóa bạc đây nè, trời ơi. Không đứa nào thấy vậy, chìa khóa bạc đây nè, anh tìm thấy rồi nè. Anh tìm được rồi. Đây, tìm được rồi nè. Rồi đi thôi. Mở cái này ra. Chìa khóa bạc để mở cái ổ khóa đúng không? Đấy, rồi bấm nút thôi. Ok, đi mấy đứa. Chúng ta đang ở trong gọi là cái chỗ này thì. Rồi, tiếp tục. Một chìa khóa khác, nhà phát triển, tìm chìa khóa vàng. Chìa khóa vàng hồi nãy. Cái này có thể là máy phát điện đúng không? Chính xác máy phát điện rồi. Bây giờ tìm chìa khóa vàng thôi, chìa khóa vàng hồi nãy ở đâu? Hồi nãy mình nhớ là đứa nào tìm được chìa khóa vàng á. Đâu ta? Đây. Khóa bạc nè. Chìa khóa vàng có thể bên này. Đây, chính xác rồi. Đây, anh. Wow, chúng ta cần mở thêm chìa khóa vàng ở đây. Chính xác chưa? Chính xác luôn, bấm nút. Ok, đi tiếp nào mấy đứa. Cẩn thận nha. Chúng ta không biết được điều gì xảy ra đâu. Có những tờ giấy. Mình đang thu thập được cái. Đây, cờ lê, tôi có thể sửa máy phát điện. Ok, cầm cái cờ lê đi sửa máy phát điện các bạn. Cái đèn đằng kia nó chớp chớp và mình thấy ghê quá. Sửa đi. Sửa đi rồi tính. Ok, tôi nó sửa rồi đó. Tốt, thang máy hoạt động rồi, đi thôi mấy đứa. Thang máy hoạt động rồi các bạn. Ok, đi vô. Chia ra đừng có che. Rồi, yeah, tụi mình thoát rồi. Đúng không? Dễ gì, đùa thôi. Cái người vừa đến, nhiều người trong số họ đã làm. Là cái gì vậy ta? Tôi hy vọng có thể giúp tôi tìm những người khác. À, tôi hy vọng họ có thể giúp tôi tìm những người khác. Nhưng mà ai giúp mình bây giờ? Rồi, mình nghe tiếng mở thang máy rồi đó. Tiếp tục nha các bạn. Lần này nó sẽ không phải là trốn trong tủ nữa đâu. Trời ơi. Ở đâu vậy? Cái này là chỗ nào đây? Cửa mở được không? Khám phá nơi này. Cánh cửa đã bị chặn. Giờ đây. Xem camera các bạn ơi. Camera 1 bị hư. Ui, tôi tóm được anh chưa là sao? Ui, nó đang ở camera 2. Ui, đóng lại. Nó ở cam 2. Đừng có đóng lại. Mở ra đi. Đừng có đóng lại. Cam số 1. Không có ai. Cam số 2. Không có ai. Cam số 3. Số 4. Số 5.
Số 6. Số 7. Không thấy ai hết. Số 8. Ừ, nó ở cạnh số 4 kìa. Ui, số 8 các bạn ơi, một con cổ cứ cứ là dài. Con số 4 nữa. Ui, đóng cửa chưa? Ui, nó kìa. Giờ sao? Cái này mình không biết nha. Nó ở cam gọi là số mấy mới đóng cửa ta? Ở như đây chào cho chúng mình á. Đi đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi các bạn. Ui, cửa tự mở kìa. Ui, quýt. À, cửa chỉ đóng trong thời gian ngắn thôi. Tụi này nó không giải thích cho mình cũng đâu có biết đâu các bạn. Số 8 nè. Số 9 nè. Số 9 các bạn thấy gì không? Mình không thấy gì hết. Máy phát điện còn 38%. Cam số 6 bị hư nè. Nó ở cam 9 đóng cửa hả? Nó ở cam 9 rồi đóng cửa. À, hiểu rồi. Vậy thì hiện tại cam số 9 nè, chưa có thấy nó nè. Số 7 nè. Số 8 nè. Số 8 hồi nãy mình thấy nguyên cái con ma cổ dài coi. Không phải là con ma các bạn. Mà đó là... Ui, nó ở cam số 2. Cam 2. Cam 2 kìa. Cam 6. Trời ơi, các bạn thấy gương mặt của nó không? Cam 6. Ui. Á là sao? Tự nhiên thêm cái á. Cam 2 con miệng bự hả? Từ từ. Đừng lo, có stay home ở đây nó sẽ giải quyết cho chúng ta. Mình nghe tiếng nó ai đang nói vào cái loa các bạn. Mình chưa thấy gì đáng sợ hết á. Số 2 đâu rồi? Hư rồi, cam 6 nè. Cam 6 bị gì nè? Cam số 1. Cam số 9. Cam số 8. Kìa. Ui. Cam 8 mấy đứa ơi, con này con miệng dài cực kỳ luôn á. Cam 9. Cam số 3. Số 4. Số 5. Số 5 nữa kìa. Cam 5. Các bạn thấy không? Cái con này bây giờ cái cổ nó nghiêng một bên rồi các bạn. Đó, thấy chưa? Ôi, đóng cửa. Thấy đóng cửa vậy biết sao đâu. Đóng đại hả các bạn? Ủa, mình thấy nó đâu có tới chỗ mình đâu. Giờ sao ta? Chắc cam tiếp. Ôi, cam số 9 nè các bạn. Cam số 9 nè. Rồi nãy cam số 6 đúng không? Rồi nãy số 5. Số 9 với số 5. Cam 5 nữa kìa. À, con ở cam 9 này là hiền hả? Con này hiền hả? Hiền dữ chưa? Chứ mình thấy cái mặt của nó hơi ghê đấy. Cam số 4. Cam 4 kìa. Ờ, nó tới cho mình thì sao á? Ui, nó tới kìa. Đóng cửa. Nó chạy tới kìa. Đóng. Đóng lại em ơi. Nó tới kìa, đóng lại. Mình thấy nó chạy tới các bạn. Chắc là mình đóng cửa là nó không sao rồi. Nãy nó chạy đường này nè các bạn thấy không? Số 1. Nè. Cam 1 kìa. Nó phá cam rồi. Cam 9 nè các bạn. Trời ơi, đứng trước camera luôn kìa. Chắc cam liên tục nha. Số 6 nè, số 5 nè. Số 8 nè. Số 1 nè. Số 1 đang đứng trước cam nha các bạn. Số 2 nè, số 2 con mình bự đang đứng đây nè. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, xương khủng long à. Ồ, nô không phải. Xương người. Ủa, vậy thắng rồi hả? Sao dễ vậy? Ủa, sao dễ vậy? Ê, từ. Chưa đâu. Thắng cái gì mà thắng? Chưa đâu, còn kìa. Đừng có lừa anh. Cam hư hết rồi, không nhìn được. Sao không có nào bắt mình vậy? Thử đi tới coi. Ui, nào tắt đèn vậy? Chỉ cập khu vực cổng. Rồi đi. Khu vực cổng mà. Cổng ở đâu? Bên nào vậy? Ủa vậy thôi hả? Sao dễ vậy? Mọi người ơi, cứ bình tĩnh đi thôi anh nè. Bên này chắc là cái cổng là cái này các bạn ơi. Ôi. Ui, xe lăn tự đi nè. Phòng phỏng vấn. Từ từ em ơi, cái xe lăn nó tự đi đó. Em không thấy hay sao mà em chạy nhanh như vậy? Stay home. Hả? Cái gì vậy? Ui, Nó kìa. Giờ sao? Mở cửa ra. Giờ sao? Nó tới rồi kìa. Né ra. Cái gì vậy? À, cái gì vậy?
Rồi, xong tụi mình đi bắt rồi. Tụi mình đi bắt rồi sao các bạn ơi? Ôi, con này. Hình quá, chạy. Ui. Chạy. Cái gì đây? Tương tác nè các bạn. Chữ B nè. Quay lại, à cái nút chữ B, quay lại thang máy. Mình cần phải cái nút này để mình đi xuống. Đi mấy nữa thôi. Ghê quá. Từ từ. Đây các bạn ơi, dấu chân của tên sát nhân đây nè. Hắn ta quẹo đây rồi. Ghê quá. Rồi, đi. Đi lại thang máy thôi mấy đứa. Mình có nút rồi. Đây. Mở cửa thang máy nè. Ok. Rồi bấm nút B nè. Đóng cửa lại. Ok. Thắng chưa? Vậy thắng hả? Đơn giản vậy. Thật không may, nút sàn 1 đã bị vỡ. Chưa thắng đâu, vậy mà kêu thắng. Điều đó không quan trọng bởi vì bây giờ nút tầng hầm hoạt động. Ủa làm sao? Ai đó đã gọi lại giống như là kiểu dạng bắn cái người đó bạn ơi. Cái người mà hù mình á. Anh ta đã ngỡm chưa? Chắc là chưa đâu. Chưa biết các bạn ơi. Vậy là hồi nãy có người cứu tụi mình chứ không phải là tên đó hù mình đâu. Có người cứu mình á. Rồi từ từ, cửa chưa mở được. Mình đang ở tầng 1. Mở cửa cái. Gì vậy? Sao mà đứa nghe tin hoài vậy? Tụi mình đâu vậy? Tụi mình đang đâu? Trời ơi, tầng âm 1. Đèn chớp. Nơi này thì đáng sợ. Không ai ở đây trong một thời gian dài. Chính xác là không ai ở đây trong một thời gian dài rồi em ơi. Mình đợi anh với mấy đứa đi miếng đợi anh hả? Ui, có tên nào kìa? Hả? Lui. Ghê vậy? Từ, sao? À, con Hiền á hả? À, là cái con đó tên là Hiền á hả? À, con ma Hiền, ơi ơi, nó không phải con ma. Con ma, cái ý là cái con đó nó Hiền các bạn. Yeah, mình thoát rồi. Trời ơi, dễ vậy. Trời ơi, việc trốn thoát đã được thực hiện. Wow, nhưng mà mình có bị gì đâu. Tôi tự hỏi đó là ai đi qua. Trời ơi, nó đơn giản như đang giỡn luôn á. Tôi hy vọng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi tôi đi. Và có lẽ tôi có thể thấy ai đó đã gọi là suốt người đàn ông đang đe dọa tụi mình. Được rồi, đến lúc chúng ta đi rồi. Tính là dễ các bạn.